Vậy chú thấy điều gì là cái gì? Cũng cùng là một cái bức tranh, cũng cùng là một cái bức hình, đúng không? Có người lại nhìn thấy là cái chấm đen, và có người là nhìn thấy cái chấm đen trên một cái nền màu trắng. Nhưng quay lại cái góc nhìn đầu tiên, chị thấy rõ ràng không ạ? Đó là một cái nền màu trắng và nó có một cái chấm đen thôi. Nhưng mà chúng ta dễ bị, đúng không? Chúng ta chỉ tập trung vào cái chấm đen và chúng ta quên đi rằng nó có một cái nền màu trắng rất là to. Đâu đó nó phản ánh đôi khi một cái số cái góc nhìn của chúng ta trong cuộc sống. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta có nhiều người họ làm với mình nhiều điều tốt đẹp lắm, đó là cái phần màu trắng đó. Nhưng mà họ chỉ cần họ làm một cái điều gì đó mà họ không phù hợp với mình, hoặc mình không thích cái điều đó thôi, đó là cái chấm đen, và mình sẽ có dễ dàng dễ thôi bị cái xuống là mình quên đi cái phần màu trắng đó và tập trung vào đúng một cái điểm đen. Và đó là cái cách mà chúng ta nhìn nhận hoặc là chấm đen trên nền trắng, hoặc là một cái chấm đen riêng lẻ, thì đó chính là cách mà chúng ta tư duy cho các chị. Vậy thì tư duy là gì? Tư duy là tư duy là gì? Tư duy là gì? Hãy nhìn lại cái cách mà chúng ta nhìn nhận, thì hãy xem tư duy là gì. Ở đây thì nhờ có một cái nên có một cái cốc nước, có một cái cốc nước, thì cái gì giúp nhận là hãy hãy nói gì về cái cốc nước này, cái gì thấy gì về cái cốc nước này, hãy phát biểu gì về cái ly nước này, hãy nhắn một tin chat, cái gì thấy cái ly nước này như thế nào, cái gì có phát biểu gì về cái ly nước này, hãy nhắn một tin chat. Đầy nửa ly, đầy nửa ly. Vừa đủ. Half full, half empty. Cảm ơn anh Cường. Vâng. Có 1/2 ly nước. Thưa các chị, chúng ta cứ nhắm nè, chúng ta cứ nhắm, hãy 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 nói cái quan điểm, cái góc nhìn các chị, để các chị chúng ta tương tác liên tục. Chúng ta tương tác liên tục đó là cái chìa khóa để mình không có bị buồn ngủ, mình không bị mất kết nối với lớp học này. Vâng, uống gần hết một nửa rồi, rót tiếp, uống hết rồi rót tiếp luôn. Rồi rót thêm đi thầy. Cốc nước màu trắng tinh, nước nửa ly, cốc được làm bằng thủy tinh. Cảm ơn các chị, rất là tuyệt vời. Vậy chúng thấy cái gì? Cũng cùng là một cái ly nước đó, thì sẽ có người, người ta sẽ tập trung vào cái phần ly, à mình có nửa ly nước, mình có nước, sẽ có người tập trung vào cái ly nước chưa có đầy. Có nghĩa là trong cuộc sống sẽ có những người, hay nói trong số chúng ta sẽ tập trung vào những cái điều mà mình có, biết ơn những điều đó, nhưng có những người tập trung vào những điều mình chưa có và gào thét, cảm thấy trời tại sao mình xui quá, mình không có được như người ta. Thay vì đi nỗ lực để có được đầy ly nước hơn, thì có những người người ta khó chịu, bực bội, ganh ghét với những điều mà người khác có. Có những người thì người ta tập trung vào những điều người ta đang có, người ta biết ơn những thứ người ta đang có, và chính bằng cái sự biết ơn những thứ họ đang có, họ dễ dàng có thể được những điều trong cuộc đời. Thưa các chị, và đó cũng chính là tư duy. Chúng ta đang trải qua những cái quá trình nó diễn ra trong đầu chúng ta nhìn nhận những cái câu hỏi được đưa ra với các chị, đó chính là tư duy. Bây giờ thì có câu hỏi thì hỏi các chị. Bây giờ chúng ta ở một cái địa điểm nào đó đi, chúng ta đang ở nhà, chúng ta đang ở công ty, hay chúng ta đang ở một cái chỗ nào đó, hãy giúp nhận tìm ra một cái địa điểm cách chỗ ở các chị hiện tại 5 đến 10 cây số, 5 đến 10 km, rồi giờ hãy chọn một địa điểm như thế. Các chị ở Hồ Chí Minh có thể là chọn Hồ Con Rùa, các chị là ở Hà Nội có thể là chọn Hồ Gươm chẳng hạn, như thế được chưa? Tìm một cái địa điểm như thế, anh chị nào đã tìm được một cái địa điểm cách mình 5 10 cây số để giúp nhận như này? Ok, cảm ơn các chị. Rồi bây giờ từ chỗ mình ở nè đến cái chỗ mà các chị vừa chọn đó, chỗ mình ở là điểm A, cái chỗ mình đến sẽ là điểm B. Vậy theo các chị, mình đi từ A đến B thì mình có những cách nào đi, hãy giúp nhận nhóm một khung chat đi. Mình có những cách nào để mình đi từ A mình đi đến B, hãy giúp nhận nhóm một khung chat đi. Có những cách nào? Mình có những cách nào? Mình có những cách nào? Mình có những cái cách nào, mình có những cái phương tiện nào để giúp mình có thể đi từ A đến B?
xe máy, taxi, grab, xe đạp, đi bộ, đi xe máy. Vâng, đi đi thành thái, à đi đạp xe, grab. Như là Hồ Tây đi bằng xe đạp. Vâng. Đi bạn chở, này quá. Đúng rồi, có rất nhiều cách đi, đúng không? Rồi đi bằng gì ạ? Đi bằng xe bus, đi bạn cổng, đi ghe, đi bằng xe đạp, đi xe máy, đi xe buýt, đi xe hơi, đi bộ. Vâng, rất nhiều cách mà mình đi. Rồi bây giờ cái câu hỏi kế tiếp nè. Vậy thì từ cái địa điểm các chị đang ở này, đến cái đây, điểm A đến điểm B nè, đi làm sao mà không quan tâm đến thời gian, miễn sao có sức khỏe, thứ hai là không tốn tiền, thì mình có những cách nào mình đi? Không tốn tiền và có sức khỏe thì mình đi bằng cách nào? Đi bộ. À, đi bộ. À, chạy bộ, đi bộ. Rất là tuyệt vời. À, chạy bộ, đi bộ sẽ là đi nhờ. Vâng. Thứ hai, mình đi làm sao đó để đi càng nhanh càng tốt mà không quan tâm đến tiền bạc. Bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao càng nhanh càng tốt. Thì mình đi bằng cái gì ạ? Thì giúp nhận nhóm một chút trái đi. Đi bằng xe hơi, đi bằng ô tô. Rồi. Đi bằng xe máy, đi bằng taxi. Đi bằng máy bay. 50 cái số đi bằng máy bay luôn. Cũng êm. Ok, rồi trường hợp cuối cùng nè. Mình đi từ A tới B mà đi bằng cách nào gọi là càng độc đáo càng tốt. Đi sao mà ai cũng phải hết hồn, ai cũng phải thấy bất ngờ về cái việc mình đi. Ai cũng phải ngước nhìn mình hết. Mình có những cách nào mình đi ạ? Hãy giúp nhập nhắn một chút cho. Đi bằng cách đi đi kiệu, à, đi bằng xe bò, à, trồng chuối mình đi, à, vợ đuổi hay vợ vừa đuổi vừa chạy đi. Rất nhiều người chú ý luôn. Đi bằng trực thăng. Đúng không? Đi bằng gì ạ? Đi bằng suy nghĩ, đi bằng lết, vừa đi mình vừa lết, mình gửi voi. Hay quá, mình gửi voi, không biết anh chị nào gửi voi có phải ở Đắk Lắk hay không. Rồi cách nào nữa? Chia sẻ đi chị Mai Phương. Chị Mai Phương cười không ạ? À? Đi bằng xe đầu rồng. Vâng, vừa đi vừa hát, vừa nhảy. Đi bằng niềm tin. Đi bằng đầu xe đầu rồng, đi bằng xe tăng hả? Xe tăng. Vâng, đi bằng xe cứu hỏa. Rồi, vậy thì còn cách nào độc đáo luôn, độc đáo đặc biệt. Vâng. Không mặc đồ, lấy lá chuối vừa che vừa đi. Vâng, cảm ơn anh Cường. Vâng, rất độc luôn, chắc chắn ai cũng vậy luôn. Hay quá, cảm ơn anh, rất là hiểu. Rất là hiểu, vâng, rất là tuyệt vời. Hay hiểu. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vậy thì chúng ta đang có những cách thức khác nhau để mình đi đúng không? Có những cách khác nhau để mình đi. Vậy thì chúng ta thấy một điều không ạ? Hãy nhìn lại cái cách mà mình nhìn, hoặc là cái con ếch, hoặc là cái đầu ngựa, hoặc là cái cách mà mình nhìn thấy cái ly nước nó đầy hoặc nó vơi, hoặc là cách mình thấy cái điểm đen trên một cái nền trắng, hay mình thấy chỉ là cái điểm đen, hoặc là cái cách mà mình đã nhìn để mình chọn lựa ra cái cách mà mình di chuyển từ A tới B, cũng là việc di chuyển từ A tới B. Có người là di chuyển bằng cách này, có người là di chuyển khác nhau bằng những cách khác, bằng những cái động cơ khác nhau. Vậy thì cái cách mà não bộ chúng ta vận hành nếu mới nãy đó đã tạo ra những cái luồng tư duy. Vậy theo các chị, tư duy là gì? Thưa các chị, tư duy là một hoạt động của hệ thần kinh để tạo ra sự lựa chọn. Đây là định nghĩa theo từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam tập 4, nhà xuất bản từ điển Bách khoa Hà Nội 2005. Tư duy là một hoạt động của hệ thần kinh để tạo ra sự lựa chọn. Thưa các chị, để tạo ra sự lựa chọn. Vậy thì bản chất của tư duy chính là sự lựa chọn. Bản chất của tư duy chính là sự lựa chọn. Khi chúng ta nói một người, người ta người đó có tư duy tích cực, có nghĩa là người đó đã có những cái chọn lựa tích cực. Khi chúng ta nói một người, cái người đó, người ta tư duy tiêu cực, có nghĩa là người ta đã có sự lựa chọn tiêu cực trong việc mà người ta giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Điều có nghĩa là gì? Cùng một vấn đề xảy ra, cái việc mà tiêu cực hay là không tiêu cực, hay là tích cực hay là tiêu cực đó, thì nó là sự lựa chọn. Vậy theo cái gì? Sự lựa chọn nó đến từ bên ngoài hay nó đến từ bên trong? Cho những cái tay cái gì nè, cho những cái hai cái tay cái gì giơ tay lên cao. Theo cái gì? Nó đến từ bên ngoài hay là từ chính mình? Vâng, nhận thấy đây các chị. Vâng, rất là cảm ơn các chị. Nó đến từ chính mình. Cảm ơn các chị. Cảm ơn các chị. Vâng, nó đến từ chính mình. Vì tư duy nó đến từ chính mình. Vì nó đến từ chính mình thì mình hoàn toàn có thể có quyền mình quyết định những cái điều đó. Mình hoàn toàn có quyền mình quyết định cái cách mà mình chọn lựa để mình có được một cái cuộc sống tốt hơn. Đó chính là cách mà chúng ta tư duy, thưa các chị.
Vậy thì tư duy chính là sự lựa chọn, được chưa? Tư duy là quá trình tạo ra sự lựa chọn. Cái gì giúp nhận nhắn cũng chán đẹp, tư duy tạo ra sự lựa chọn, giúp nhận chia sẻ điều này sẽ có rất nhiều định nghĩa về tư duy. Tư duy tạo ra sự lựa chọn. Vậy thì bằng cách mà chúng ta thay đổi sự lựa chọn của mình, có nghĩa là chúng ta đang thay đổi cái cách mà chúng ta tư duy. Bằng cách như vậy, chúng ta giúp cho cuộc sống của mình nó có được những kết quả tốt. NPK là phân bón vào giờ, phân bón cho cái khu vườn tâm trí của mình. Nó là kiểu viết tắt của những chữ này à. Đây là đầu tiên là đầu tiên là nguyên nhân, thưa chị, nguyên nhân. Nguyên nhân tức là những cái yếu tố nó tác động đến chúng ta, nó là những yếu tố ngoại cảnh nó tác động đến chúng ta. Cái chữ P đó là phản ứng. Nguyên nhân cộng phản ứng sẽ tạo ra, theo các chị, chữ K cuối cùng là gì ạ? Theo các chị, chữ K cuối cùng là gì ạ? À, chữ K cuối cùng, vâng, cảm ơn các chị rất là nhiều. Đó là chữ K cuối cùng, đó chính là kết quả. Thưa các chị, nguyên nhân cộng cho phản ứng sẽ tạo ra kết quả. Có nghĩa là gì ạ? Cũng cái nguyên nhân đó, nhưng mà có một cách phản ứng khác thì sẽ tạo ra cái kết quả khác. Vậy theo các chị, trong hai yếu tố này, nguyên nhân là yếu tố là bên ngoài nè, được chưa? Yếu tố vấn đề như dịch bệnh nè, bị ai đó làm chửi mình nè, rồi bị té xe nè, rồi bị vân vân, là những yếu tố bên ngoài. Thì phản ứng là cách mà mình phản ứng với cái sự vật, sự việc đó, nó cũng chính là cách mà chúng ta tư duy và nó tạo ra kết quả. Theo các chị, nguyên nhân và phản ứng, cái nào là cái quyết định lớn hơn đến kết quả? Thì mới đưa ra một cái con số, đó là nguyên nhân là chiếm có 10% thôi, còn cách mà chúng ta phản ứng là nó chiếm tới 90% trong cái việc tạo ra cái kết quả. Thưa các chị, về bây giờ mà thử với nhau điều này, thưa các chị, tức là có nghĩa là gì ạ? Cũng cùng cái nguyên nhân là bị ai đó họ họ làm cho mình tổn thương, họ chửi mình, có những người họ phản ứng tiêu cực là gì ạ? Ghét, thù hằn, đúng không? Bực bội vì người đó, rồi kết quả là gì ạ? Cái mối quan hệ đó nó có thể xuống dốc. Nhưng có người là người ta phản ứng một cách tích cực, có thể là người ta chọn lựa mình học được gì từ cái việc mâu thuẫn này, và mình sẽ cần phải làm gì để cái mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn, và cuối cùng là gì? Cái mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp. Cũng cùng cái nguyên nhân đó, vẫn khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Vậy bây giờ Nhật hỏi cái gì điều này, bây giờ mình quay về cái câu chuyện của vấn đề về dịch bệnh này, chứ không phải là cái câu chuyện về vấn đề về dịch bệnh nữa chứ. Bây giờ vấn đề dịch bệnh đó là nguyên nhân, vấn đề dịch bệnh đó là nguyên nhân là dịch bệnh nè, rồi chúng ta ảnh hưởng đến vấn đề về lưu thông hàng hóa, rồi chúng ta gặp gỡ khách hàng khó khăn, rồi chúng ta đi làm cũng gặp khó khăn, vân vân. Vậy thì phản ứng tiêu cực là gì? Chúng ta sẽ có thể có những phản, nếu mà chúng ta có những phản ứng tiêu cực thì phản ứng tiêu cực đó là gì? Giúp nhận nhắn không chắc. Cortisol là một hợp chất, một cái hormone trong cơ thể của chúng ta, nó được tiết ra từ tuyến thượng thận. Mục tiêu của nó đó là mỗi lần mà chúng ta căng thẳng, chúng ta stress, thì cái chất này được tiết ra để nó dẫn truyền, để nó dẫn truyền cái gì ạ? Nó dẫn truyền carbohydrate, nó dẫn truyền calo để giúp cho mình có thêm năng lượng để mình tiếp tục mình stress tiếp. Nên khi stress là cái gì rất là tốn năng lượng. Khi mà cái gì chúng ta stress, khi mà chúng ta la, chúng ta chửi ai đó là mình cảm thấy mình dễ đói bụng lắm, bữa đó mình đói bụng ghê lắm. Tại sao? Mình tốn năng lượng. Thì cái cortisol này, mục tiêu tích cực của nó trong cơ thể mình là gì? Giúp cho cơ thể mình cung cấp năng lượng kịp thời để khi mà mình căng thẳng, mình stress. Tuy nhiên, nếu như việc mà chúng ta căng thẳng, stress, khó chịu, bực bội mà nó kéo dài thì nó sao như thế nào? Nó sẽ làm cho cái chất này nó lại quay ngược lại, nó tấn công ngược lại cơ thể của mình. Cortisol nó làm suy giảm hệ miễn dịch, cortisol nó làm cho cơ thể chúng ta yếu đi, cortisol nó làm cho chúng ta giảm cái sức đề kháng của cơ thể, nó làm cho da mình xấu đi, và nó còn gây tổn thương đến các nội tạng của cơ thể, ví dụ nó làm cho gan các chị nó làm không hiệu quả. Vâng, và nó làm cho cơ thể các chị nó tích tụ nhiều chất độc. Đây là sự thật các chị nha. Cortisol nó sẽ gây ra nhiều cái điều không hay, những cái điều không tích cực, nó sẽ làm cho cơ thể các chị. Cái quan trọng nhất là gì ạ? Nó làm cho chúng ta bị yếu đi. Cái điều nguy hiểm nhất của nó là giảm sức đề kháng. Anh chị nào đã từng nghe những cái câu chuyện như thế này, một ai đó thì đang sống rất là khỏe mạnh, đùng một cái phát hiện ra mình bị ung thư hoặc bị một cái bệnh hiểm nghèo nào đó, và thế là sau khi mình biết bị cái bệnh đó thì rất nhanh
người đó suy sụp tinh thần và ra đi rất là nhanh. Anh chị nào đã từng nghe những người như vậy, hoặc là chúng ta đã từng nghe những cái câu chuyện như vậy, hoặc là chúng ta biết những cái người như vậy, giúp mình chưa thầy? Thưa quý vị, bởi vì khi cái người đó người ta lo lắng, người ta căng thẳng, người ta bất an, thì cortisol được tiết ra. Đang sống khỏe mạnh, cùng đã biết ung thư thì sao? Lo lắng. Và chính cái việc lo lắng này, cortisol được tiết ra và rồi làm cho giảm sức đề kháng. Đó là lúc cơ thể bị yếu đi và tạo điều kiện cho các tế bào ung thư nó tấn công ngược lại cơ thể. Nên điều đó nó diễn ra khi mà mình căng thẳng lo âu thì cortisol là sự làm hại cơ thể của mình. Được chưa? Có một hợp chất khác, đó là khi mà mình vui vẻ, khi mà mình tích cực, khi mà mình tràn đầy năng lượng thì cơ thể của mình sẽ tiết ra một hợp chất nó tên là dopamine. Hãy giúp nhập ngắn khung chat đi ạ. Dopamine. Dopamine là một cái hợp chất. Dopamine là một hợp chất nó được tiết ra. Nó trong cơ thể của chúng ta, người ta hay gọi dopamine là hợp chất hạnh phúc. Người ta hay gọi dopamine là hợp chất hạnh phúc. Hợp chất hạnh phúc. Dopamine là một hợp chất hạnh phúc. Hợp chất này nó giúp cho cơ thể các gì đó tăng cường đề kháng. Nó làm cho da dẻ mà đẹp lên. Nó làm cho các tế bào nó khỏe mạnh hơn. Nó làm cho bạch cầu trong cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh và nó tăng được sức khỏe để nó đánh bay được những cái yếu tố tác động bên ngoài. Dopamine là hợp chất hạnh phúc, nó làm cho chúng ta tăng tuổi thọ. Đây nó chính là một cái chất mà có thể nói là nó là một cái chất gây nghiện tự thân. Khi mà vui vẻ, hạnh phúc thì có thể tiết ra nhiều dopamine. Theo các chị, cho các chị chúng ta xem cái hình ảnh này, xin mời các chị chúng ta nhìn. Ngược lại với cái câu chuyện mới nãy. Thì ở đây ở Trung Quốc, thưa các chị, ở Trung Quốc có một cái người, có một cái người phụ nữ, cái cô này cô tên là Hiệp, thì cô ấy về hưu rồi và cô ấy bắt đầu phát hiện ra mình bị ung thư vú và bác sĩ tuyên bố là sống tối đa có 3 năm, không chữa nổi, nặng quá là thời kỳ cuối rồi, mà nặng và cô này là nhắm là nếu mà cố lắm á, lắm nha, cố lắm á là 3 năm. Mà nhưng mà thường thường là có thể là vài tháng là ra đi. Và thế là hai vợ chồng, chồng của cô này tên là Cốc, ông Cốc và bà Hiệp, hai người mới quyết định là dành cái thời gian còn lại của bà vợ của mình để hai người đi du lịch khắp thế giới. Và đây là hình ảnh của hai vợ chồng. Thời gian đầu họ đi rất nhiều nước, thậm chí là họ đi du lịch ở Bắc Cực, họ đi qua Tây Tạng, họ đi bằng xe máy đến đến Lào, đến Thái Lan, họ đi khắp nơi trên thế giới. Một thời gian sau, thì sau 3 năm mà vẫn gọi là chưa hết đời, cuộc đời vẫn chưa hết, hết bệnh và hết luôn gì ạ? Hết bệnh và hết, hết tiền. Chính xác này nha, hết tiền. Hết tiền hai vợ chồng mới dành dụng cái số tiền còn lại. Họ bắt đầu họ, cái gì nhé, thấy hình ảnh phía dưới đó, đó là họ. Họ mua một chiếc ô tô và họ đưa vào trong đó những cái nội thất giống như một cái nhà di động vậy đó. Và thế họ bắt đầu họ đi xe này ở khắp Trung Quốc, họ bắt đầu họ đi du lịch với nhau. Và sau 25 năm, họ đi du lịch với nhau 25 năm và cô này cô vẫn chưa chết. Vậy thì theo quý vị, điều gì đã diễn ra? Hãy giúp nhận nhắn một cung chấp đi. Theo quý vị, điều gì đã diễn ra trong suốt thời gian cô này? Tại sao bác sĩ nói 3 năm chết mà 25 năm rồi mà vẫn chưa chết? Theo các chị, tại sao? Bác sĩ chẩn đoán sai. Chính xác là bởi vì hai người này họ vui vẻ, họ tích cực. Thưa các chị, họ đi du lịch và rồi dopamine được tiết ra. Dopamine được tiết ra thì tăng cường đề kháng, cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh thì sao ạ? Nó đẩy lùi bệnh tật. Đó là chính là sức mạnh của dopamine. Vậy theo các chị là chính xác, đây là chính xác luôn các chị. Khi mà cơ thể các chị có khỏe mạnh đó, thì nó sẽ có một cái cơ chế trong cơ thể của chị, đó là cơ chế tự chữa lành. Cơ chế tự chữa lành này nó sẽ được phát sinh khi mà các chị chúng ta dành thời gian quan tâm bản thân và chúng ta trân trọng sức khỏe, chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui vẻ, thì cơ chế tự chữa lành này sẽ giúp cơ thể các chị khỏe mạnh một cách nhanh chóng. Và dopamine chính là chìa khóa.